Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô bờ, chẳng đừng bước đi còn bất ngờ, và hình núi cao vẫn đang chờ, chờ ngày ta bước chân lên. Cô đơn trong lòng buồn lắm, nhìn xung quanh ta đôi khi thấy đơn độc. Nhiều gian nan, nhiều khốn khó, nhiều khi mây đen bao bùng mưa gió, nhiều khi mơ ước chợt như quá xa rồi. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô vờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao còn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước lên đón bình minh. Và chúng ta sẽ cùng nhau bước lên đỉnh cao trong năm 2018. Vỗ tay một lần nữa cảm ơn. Tiếp tục rất là cảm động, xúc động đến từ kênh Điện Lạnh Đi Đâu. Cảm ơn các em nhiều.